Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình, Minh Thanh SG đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dragon City. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem được một con rồng mới. Cái con rồng này nó cũng khá là khó lấy, tại vì là chúng ta cần phải sưu tập đủ bộ tất cả những con khủng long cơ bản. Bao gồm cả con Mammoth với Vulcan, tất cả những con khủng long mà chúng ta lai ra này, với tất cả các khủng long ở trong cái bang, cái nhiệm vụ bang ấy. Và rồi cho con này vào trong một cái môi trường nha. Mình vẫn có đủ môi trường để có thể cho được mấy con rồng này vào. Con này mang tên là con Huntress Dragon. Thì con rồng này nó là một con rồng dạng như kiểu là thần làn sấm của thời cổ đại ấy. Nhưng mà nhìn khá đặc biệt. Nói chung nó khá đặc biệt. Đọc cái phần miêu tả của nó thì nó được miêu tả là cái phần hộp sọ của nó độc đáo giống như một mũi tên ấy. Và nó sẽ là một sát thủ lao từ trên trời rơi xuống, kiểu là bắn mũi tên từ trên trời rơi xuống ấy, và tiêu diệt kẻ địch luôn. Đây là dạng mồ của nó, nhìn trông khá là hay ta. Cho được thêm khoảng 450 cái điểm coi này. Rồi mình sẽ lấy thêm điểm coi để chúng ta tiếp tục đi lấy cái con rồng mà chúng ta cần. Đây chính là con Huntress Dragons. Nó chỉ là epic thôi. Mình cũng hơi thất vọng tí, mình cứ tưởng con này nó sẽ làm con legend gì đó thật là đẹp cơ. Con này là chúng ta nhìn thấy là lâu lắm rồi. Từ cái hồi mà nó mới ra cái hệ Primer thì chúng ta đã thấy cái con Huntress rồi. Và đến dạo gần đây thì mình mới có đủ. Sau khi mình sưu tập được cả thêm Mammoth nữa, nó sẽ đủ con này. Đó, chính là Huntress Dragon. Và nếu như anh em muốn đặt tên là gì thì có thể là comment ngay xuống phía dưới nhé. Thì mình sẽ lựa chọn cái tên nào mà hay, độc đáo để đặt tên cho con này. Và mình sẽ tên cho nó cái gì trước đây. Mũi tên sức mạnh. Rồi, đầu tiên là tên cho mũi tên sức mạnh đi đã. Và chúng ta sẽ cho nó ăn lên, nó tiến hóa dạng này anh em. Đây là dạng 2 và dạng 3 này. Dạng 2 thì nó sẽ phải level 7, ít nhất là phải level 7. Rồi, Huntress nó có một cái vòng gì đó, có một cái viên ngọc ở trên cổ kìa. Như kiểu là một cái vật thí nghiệm ấy, dạng như vậy. Một loài thần làn sấm đột biến chăng? Rất có thể đây sẽ là một loài thần sấm đột biến. Và mình sẽ cho lên cấp 15. Nó có hình quyển sách, có nghĩa là chúng ta phải sưu tập đủ tất cả con rồng thì nó mới ra được. Khá là khó lấy. Được rồi, cho lên level 15. Đấy, level 15 đây anh em. Cũng được, nói chung cũng khá được. Nó có 3 hệ Primer, hệ sấm sét và hệ chiến binh. Đam, lượng đam của nó thì nó bình thường thôi, cũng không đến nỗi là quá cao. Và chúng ta sẽ test luôn con mũi tên sức mạnh này trước. Rồi sẽ lấy toàn bộ vàng cho mày đi ạ. Ở đây thì mình đã up xong được một con nữa này. Con này sẽ là con trong sự kiện này. Theo như mình nghĩ là như vậy, có phải không? Con Seth Dragon, không biết có phải là cái con trong cái sự kiện lai giống không nhỉ? Đâu nhỉ? Breeding Offer này. Đây, Breeding Event này. Có phải là con này không ta? Thì mình thử tìm xem Dragon City. Mình sẽ tìm con Seth Dragon để xem có phải là nó không. Không phải rồi. Con Seth Dragon là con rồng buồn, không phải con này. Thế quái nhỉ, không ra nổi ta. Đây này, rõ ràng đây không phải là con rồng mình đang cần tìm, mà nó chỉ là VR thôi. Con kia là Epic cơ. Đấy, một vấn đề như thế. Chúng ta sẽ tiếp tục rebreed lại. Rõ ràng là 16 tiếng mà nó không ra được là sao ta. Hơi củ chuối nhỉ. Lại ra 8 giờ rồi. 8 giờ thì ra thế quái là được. Không thể ra được rồi. Có vẻ như cái sự kiện lai giống rất là khó khăn. Mình cũng không tin tưởng vào một cái sự kiện lai giống đấy lắm. Thông thường thì nó bắt mình phải dùng game để skip nhanh nhất có thể. Nhưng mấy con này là con Epic nên mình cũng không muốn skip làm gì cả. Nếu mà có Legend thì mình sẽ có thêm động lực, như Epic thì nó cũng bình thường thôi. Con này thì nó khá đẹp. Cái con Epic ấy, cái con Epic mà đang cố gắng lai ra ấy. Nếu mà có thể nha, sẽ dùng game để có thể skip qua cũng được. Rồi chúng ta sẽ lấy xong vàng này, lấy hòm này. Xây được xong chưa? Mãi chưa xong được cái mảnh cuối cùng ta. Lâu quá. Chúng ta tiếp tục gửi thêm những con rồng đi. Ở đây 80, 1, 2, 3 và 4 con Hera không được. Hera như là có một vài trường hợp cần dùng. Cần luyện thì sao? Đúng không? Rồi chúng ta sẽ... Cái này xong chưa? Cũng chưa được. Xây bây giờ rất là khó. Rất là khó khăn để xây.
chúng ta tiếp tục xây dựng này, còn 4 mảnh nữa cơ. Sakura Stark, con này cho đi xây dựng luôn. Đó, 4 con này sẽ được xây dựng nha. Và chúng ta sẽ xong cái này. Ở đây thì sẽ có sự kiện xem được các cái cục xeo của Dios, anh em nên tập trung mà xem nha. Tại vì nó cũng chỉ có một vài lần thôi. Mình đang thiếu con Radus, con đấy để cần làm nhiệm vụ cái. Ở ngoài đã triệu hồi ta chưa? Trong này thì Recon Summon các kiểu Summon chưa xong, còn 16 giờ nữa là con online. Chúng ta cố gắng triệu hồi ba con VIP này cái. Con online này thấy bảo là một trong bốn con legend mạnh nhất ở trong trò này. Đây này, chúng ta có thể lấy được con Radus ở trong này bằng cách là làm cái nhiệm vụ của team, đánh đấu trường và cho cố gắng lên được level 5 nha anh em. Đấu trường này thì nó khá là dễ nên chắc mỗi anh em chắc tầm khoảng 500 đến 700 điểm để được đủ được số cái điểm yêu cầu hòm level 5. Ok, chúng ta sẽ test thử luôn con mới của chúng ta trong phần challenge. Cái phần challenge này để mình chuyên đi test rồi, chuyên đi test rồng rồi. Rồng mới của chúng ta level 15, mũi tên sức mạnh đâu rồi? Chúng ta tìm một người là nó vừa vừa thôi, tầm khoảng hai mấy là được. 30, 25 này, 23 này, 23 chắc cũng được đây. Chúng ta sẽ lựa chọn Yggdrasil. Nếu mà cần luyện tập thì Yggdrasil đang là cấp A trừ rồi, sắp lên rồi anh em. Và chúng ta sẽ tìm tới cái con level 15 ấy. Nó đang ở đâu ta? Level 15. Level 15 nó ở quanh đâu đây thôi. Mammatus. Mammatus lôi điện long cấp 16 kìa. Còn chưa cho lên cơ. Đâu rồi? Level 15 của chúng ta. Tất cả con rồng. Đây rồi. Mũi tên sức mạnh sẽ được đưa vào trong cái team. Và chúng ta sẽ bắt đầu là tiến lên nào. Tiêu diệt nó. Con này có xe con gì đây? Chúng ta sẽ đợi xem nha. Friendship. Ấy chà chà. Mình có chiêu gì khắc chế nó không nhờ? Không có. Chúng ta sẽ test thử chiêu Primer Ram trước này. Thấy chưa? Xem cái animation của nó thế nào. Ấy chà. Nó sẽ há mồm thật to và nó sẽ cắn một phát ạ. Cũng khá hài. Nó có một con rồng ba đầu dạng một kìa. Mỗi lần sức mạnh của chúng ta sẽ đổi sang chiêu chiến binh. Sẽ tạo ra một con rồng. Đấy, tao có sợ. Con này nhìn hơi bé ra, đúng không? Friendship kiểu gì sẽ chết thôi. Mình sẽ giết nó luôn bây giờ đây. 3k máu này. Chúng ta sẽ dùng chiêu đầu tiên. Để mình có thể test nốt được cái chiêu thứ 3 nữa. Nhưng mà chắc là khó rồi. Nếu mà chúng ta gặp Night Forest à? Night Forest cấp 16. 2000 máu là không đủ để trụ vững được rồi. Đập phát mất 3k. Được rồi, mình sẽ đánh luyện cho Yggdrasil vậy. Thế đây nào, chúng ta sẽ luyện cho Yggdrasil luôn. Chiêu B2 cộng sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu đam? 36.000 đam luôn. Chết luôn. Còn tiếp theo là con 2 Setio. Nó có hệ chẳng có hệ gì khắc chế được mình cả. Bé tí luôn kìa. Mình có chiêu khắc chế được nó luôn. Mình không phải là chiêu Primer ở đầu tiên nên nó không thể dùng hệ vô cực để giết mình được. Là nó ở chiêu thứ hai. Nó khá là dị. Rồi mình test được cái con mũi tên sức mạnh rồi anh em nhá. Chiều nay thì chúng ta sẽ test con gì đây? Có con gì mới trong này không? Hiện tại thì không. Hiện tại là chưa có con gì trong cái hòm này cả. Cho nên up con gì đó không nhỉ? Chúng ta sẽ nên đi up một vài con đi. Ở trong này xem có con gì nữa không. Hình như cũng hết rồi. Cho sẽ đợi mấy con rồng kia ra và up thôi. Striking Caribbean Soul Eater. Còn mấy con này thì mình có hết rồi nên ta sẽ không up nữa. Ok, chúng ta sẽ boost gold lên này, tăng công lên để thực hiện cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ của team của chúng ta ấy, đó thì đó là cái nhiệm vụ thì đó là cái nhiệm vụ đi đánh đấu trường. Đánh đấu trường. Đây, chúng ta sẽ vào trong cái phần đấu trường để đánh nhau với nó luôn. Quest thì hiện tại là không có cái quái nào mới cả. Khá là tù. Mình không có cái con kia nên mình không thể nào mà đi đánh đâu được. Mình nên được 10k cái cúp rồi này. Nhờ chúng ta đoàn đấu với những đối thủ quái vật này. 39 Vulcan. Vulcan còn chưa được test sức mạnh cơ. Vulcan sức mạnh 2 sao cơ. Optimus X-Drake. Skip
Để skip đi. Quái nhờ. Toàn con khỏe này, đánh nào được. Kiểu này phải cho lên cấp độ thôi. Nhưng mà nó cũng sắp hết cái gọi là cái đấu trường này rồi. Nên mình sẽ để dành thức ăn để còn có 2 ngày nữa thôi. Cho ăn thì hơi phí. Mình muốn để dành thức ăn để cho những cái con ở trận đấu trường lần sau á. Chúng ta sẽ x đi luôn thôi. Không cần cái team này làm gì cả. Vũ trụ 27 cũng cho nghỉ luôn. Nghỉ khỏe. Đây rồi, 30, 30 và 40. Thể đánh nào được. Đây rồi, chúng ta sẽ có một team khá là yếu và mình sẽ đánh được. Một bé này. Con nào nó đây? Con X-Drake này quan trọng này. Và thêm một con nữa. Con nào thì cũng được thôi. Chúng ta có lửa, nó có lửa. Có lửa thì hơi ngại nhỉ. Chúng ta có Optimus, có Monkey. Chúng ta dùng Optimus đi. Nó vẫn có Terra, vẫn phải khắc chế được Optimus. Nên chúng ta sẽ dùng con Monkey để Luffy đi. Đằng nào nó cũng khỏe hơn một chút. Rồi, 3 Heroic, chiến đấu luôn. Tiến lên nào. Nếu mà trận nào đó thì chúng ta được đánh trước à. 52.000 máu này, 19.000 đam. Mình cũng 19.000 đam luôn. Đâu có kém nữa đâu. Chúng ta hãy dùng con này trước. Tại vì con này nó sẽ khắc hệ. Đằng nào thì cũng khắc hệ thôi. Cũng chẳng tránh được. Bất kể con nào. Dù con kia thì cũng thế. Tất cả. Đây mình sẽ có hệ nước đây. Ít ra thì mình sẽ giết được con này. Hai đòn. Trong vòng 2 đòn là mình sẽ giết được nó rồi. Con cấp 20 thì không thèm chấp. Con kia mình nhớ đặt tên là Băng Phong Kiếm. Không phải. À, chúng ta sẽ đập nó chết luôn với chiêu lửa. Thổi lửa nào. B trừ, cơ độ B trừ. Thắng được một trận đầu tiên. Khó nhằn, thật sự khó nhằn. 35, 35 và 30. Khó thế nhờ. Toàn quái vật thế này. 30, 30 và 30. Con này thì có băng giá. Nó khắc chế được mình. Thế khổ chứ. Vấn đề là rất là vấn đề. Con này vừa khắc chế được cả Yggdrasil này. Con này cũng khắc chế được này. Yggdrasil không ổn lắm nhờ. Mình vẫn dùng cái chiến thuật là skip qua thôi. Team gọi là biệt đội cảm tử đó rồi. Biệt đội cảm tử tập 2, tập 3, tập 4. Cho cả Hải Long Vương lên là biệt đội cảm tử luôn. Vào thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ lên cái mức độ này thì toàn quái vật rồi. Chứ không thể nào mà có... Wow, cái tên viết đẹp nhờ. Tên đẹp quá ta. Nhìn trông chất phết. 35, 33 và 34. Nên đây thì gặp khó gặp vào cái team nào yếu lắm anh em ạ. Toàn khủng khiếp rồi. 40, 40 và 35. Đáng sợ. Không con nào yếu nữa rồi. Trên này chắc chắn là sẽ không con nào yếu rồi. Mình chắc phải buộc phải mua thức ăn để nâng cấp lên thôi. Chứ bây giờ đánh thì cũng không đánh được. Toàn con gì không rồi. Toàn cấp 40 thì đúng là chịu. Sao họ lắm thức ăn thế nhở. Muốn lên cấp 40 phải tốn rất là nhiều tiền để mua game đấy. Mua game xong đó là mua kia. Chỉ có thể là dùng tool mới có thể nhiều thức ăn như thế này thôi. Không kịp ích ra luôn. Đó. 40. Có một con High Score, con Ocean Lord, con Dreamcatcher. Dreamcatcher thì không ngại. Ocean Lord thì có bóng tối. Được, theo ý nghĩa sẽ đánh được cái team này. Chúng ta sẽ sử dụng cái... À không được, từ từ. Con này sẽ sử dụng, nó chính là Skeleton King này. Và con này là Monkey Delphi này. À, chúng ta khắc chế được con này này. Khắc chế được con Ocean Lord này. Khắc chế được con này, chiến binh này. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đối sách phù hợp để chiến đấu với bọn này. Ocean Lord, một sao. Ấy chà, đẹp nhờ. Lung linh vẽ cái trưởng ra. 27.000 thì mình đập phát là chết luôn thôi. Chết mày đi này. Một bé về vườn. Dreamcatcher 41.000 máu. Khỏe đấy. Cái nhất là 3 đòn. Nhiều thức ăn nhờ. Thừa thức ăn để cho cái con Dreamcatcher này lên. Nhưng mà nó thật sự rất là đẹp. Dreamcatcher thật sự rất là đẹp. Được rồi, mình sẽ dùng con Ferrer để hạn chế tối đa khắc hệ từ con High Score của nó này. High Score khắc hệ mình. Tấn công luôn. 72.000. Ây chà chà. Vấn đề là mình vẫn thắng được.
không có gì lắm, tại vì mình đều có hệ khác đó cả. Chứ đánh bình thường thì có đến một đời cũng chẳng giết được cái con high score này, mà tí mình chết kìa. Wow, khắc hệ kinh thật, 40.000 máu đấy. Trận tiếp theo thì e rằng là quá khó rồi. 32-30 đây này, chúng ta có gặp được một team. Thật ra thì chúng ta vẫn có thể là gặp được những cái team khá là yếu trong này, nó cũng tùy thôi. Con này thì chúng ta đánh luôn thôi, mới cấp độ là A trừ, để tải cấp độ A trừ. Đáng lẽ mình nên thay đổi rồng để có thể là luyện tập luôn trong này luôn, luyện cho con Eagle Rasil ấy, con đấy cần đang luyện hút hiếc các kiểu. Primer hay sao, mình có thể cho bọn này lên được sao rồi, nhưng vấn đề là chúng ta đang cần phải triệu hồi trong ấp các thứ. Con này thì một chiêu chắc là chết thôi. 31.000 thành ra 38k cơ. Xong nhá, chúng ta đánh được xong tất cả trận rồi, và mình sẽ lên được khoảng bao nhiêu điểm đây anh em, đợi xem. Chúng ta hiện tại đang có bao nhiêu điểm rồi, đang có hơn 100 điểm rồi, 140 điểm, và mình sẽ cố gắng lên cái mốc điểm đó chính là 700 nhá. Tiếp phải thông báo cho anh em luôn, chắc bốc 700 là ok để có thể giành được cái hòm level 5 rồi. Chúng ta vào Long Liquid nào để lấy thêm những viên game cái. Team của chúng ta hôm nay thì vẫn sẽ là như thế này đó, thần của sự sống sẽ cần phải luyện lên cái cấp độ A cộng thật là nhanh. Nhưng vấn đề là thần sự sống thì toàn vào toàn bị khắc hệ thôi, đó cũng là một vấn đề đấy. T-Rex 33k máu. Hôm qua mình có nở à, mình có gọi là kết hợp được một con T-Rex ở bên Jurassic World và nó khá là khỏe. Cấp cuối cùng của T-Rex, Tyrannosaurus Rex, siêu gì mạnh nhất nhỉ? B2 cộng 2000 dam cơ bản, chết luôn. Tốt rồi, và mình bị sẽ khắc hệ ngược lại. Ấy chà chà, mình có primer, nó ra bao nhiêu máu? 33.000 máu à, không có giết được không? 32, còn thiếu 100 máu nữa kìa, 900 máu chứ, thiếu 1.000 máu. Hệ vô cực, ấy chà, hệ vô cực thì phải con 4 đầu rồi, chắc chắn rồi. Hệ primer, hệ pua, hệ pua khắc chế hệ vô cực này. Bomb bitch thì cũng chết thôi. Hay đấy, chúng ta sẽ đấu được khoảng 3 trận để kiếm thêm cái hòm ở đây. À, kiếm thêm cái game, 40 game nữa. Con này thì nó sợ nước, mình lại không có nước. À, có nước của Eagle Brazil, nó không có chịu gì khắc chế mình cả. Con này là khắc chế cứng với con Tinh Tinh luôn này, vì Tinh Tinh không rừng mà. Và con này là thần của sự sống, có thể quay quản luôn cả con Tinh Tinh này luôn. Tiếp theo sẽ là con trâu. Con trâu thì nó khác, con trâu thì nó là lửa như ma vương. Ok, đánh nhau luôn, chiến đấu luôn, đi lên. Chúng ta sẽ đánh nó còn 12.000 máu này, bắn phát nữa chắc là đủ chết rồi. Chiến binh nhỉ, chiến binh thì đúng một phát là nó sẽ chết thôi, nhưng mà liệu có đủ đam để dồn nó một phát không nhỉ? Hy vọng đủ đam để dồn nó. Nó là heroic kìa, thằng nào đam to thế, chà chà. Khó chơi nhỉ, thật sự khó chơi. Xong, và chúng ta sẽ claim được thêm là 400 cái điểm thức ăn ở đây. Và chúng ta sẽ có thể làm gì tiếp theo đây? Chúng ta đánh xong gần hết rồi. À đúng rồi, mình còn vào đây chứ đúng không? Quên là không vào trong cái hòn đảo cát này để làm nốt cái nhiệm vụ ở đây cái. Chúng ta còn nhiệm vụ trong đảo cát mà. Không đi con này nha, tập trung đi con này thôi để có một cái sự kiện live giống sắp tới rồi. Và gần như là chúng ta chỉ đi được khoảng 2 bước thôi. What? Sắp đến đích rồi, cuối cùng sắp đến đích rồi. Có con gì mới không? Có con này đẹp này, con này đẹp này, hai con mới này. Con này thì nó giá trị cao quá, cũng chắc không lấy được. 4 hệ vô cực Asonis, có thể nhìn trông gầy gầy ra. Con này đẹp này anh em, nhưng mà hệ vô cực nó lại ở đằng sau, nhìn trông khá là dị, như kiểu là nhà hóa học điên ấy, kiểu dạng như vậy. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Dragon City. Bye bye.